Hay, rất vui được gặp lại các bạn tại Nguyên Hùng Audio Channel, kênh chuyên đánh giá các sản phẩm âm thanh nghe nhìn nổi tiếng của Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cặp loa tên tuổi của hãng Beoneer, đó là model S601. Thì cũng giống như mọi khi, trước khi có một bài đánh giá chi tiết và test cho các bạn nghe thử, thì mình xin nhắc lại một tí về thông số kỹ thuật cũng như lịch sử phát hành của cặp loa. Loa được ra đời năm 1987, thì có kích thước cao 62 cm, bề ngang 33 cm, hậu sâu 32 cm, nó có ba đường tiếng lỗ thoát hơi phía sau, thùng là đẹp liền lạc, bát 27 cm, màng carbon, viền vải ring, mid có đường kính 10 cm, đây là mid dome, tret cũng là tret dome có đường kính 2,5 cm. Loa 6 ohm các bạn ạ. Thì theo đánh giá chất âm thì mình thấy là âm bass loa này là rất sâu và ấm, mềm mại, giống như có một cái sub đang chơi với loa này đó các bạn. Mình không có cần mở loa bass quá lớn cũng đủ nghe âm rộng khắp một phòng khoảng 30-40 m². Để test trung nghe rất chi tiết, mềm mại và tơi nhuyễn. Các bạn nghe những bài loại nhạc hòa tấu hay là những nhạc guitar thì sẽ thấy được sự thể hiện đẳng cấp của cặp loa này. Thì bây giờ không nói dài dòng nữa, mình cũng sẽ đi vào test một bài nhạc cho các bạn nghe thử. Trong lúc test thì mình sẽ quay sơ qua về ngoại hình loa cho các bạn vừa nghe mà vừa nhìn luôn nha. Rồi, bắt đầu. À, các bạn sẽ nghe tiếng guitar nó ra rất chi tiết, mồm một rõ mồm một. Còn em công viên ghế đá lá đổ chiều và còn nhớ em dòng xưa bên cũ con sông êm đềm. Anh còn nhớ em chim về núi nhạn, trời mờ mưa con tim bối rối,
Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và nghe clip của mình. Nếu các bạn thích thì hãy đăng ký và like ủng hộ mình nhé. Kênh của mình Nguyên Hùng Audio.